1. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung về tiêu hóa. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái nội dung về tuần hoàn máu. Chúng ta tìm hiểu sang bài 18. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn máu. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu tạo chung trước. Như vậy thì hệ tuần hoàn máu thì nó sẽ bao gồm những thành phần nào? Nếu như trước đây chúng ta học trong chương trình sinh học cấp 2 thì chúng ta sẽ nói hệ tuần hoàn máu là gồm tim và hệ mạch. Nhưng sang chương trình cấp 3 thì chúng ta phải nói nó bao gồm có 3 thành phần. Vì sao nó bao gồm có 3 thành phần thì nó sẽ mang tính chất là tổng quát hơn. Nha. Thành phần thứ nhất đó chính là cái dịch tuần hoàn. Thì cái dịch được lưu chuyển ở trong hệ tuần hoàn thì có thể là máu hoặc là hỗn hợp máu cộng với dịch, dịch mô. Dịch mô là gì? Đó là cái dịch mà nằm giữa các cái tế bào trong một mô thì người ta gọi đó là dịch mô đó các em. Thành phần thứ hai đó là tim. Thì tim là một cái máy bơm hút và đẩy máu chảy ở trong trong mạch. Và thứ ba đó là cái hệ thống mạch máu thì gồm có ba cái loại mạch mà chúng ta đã học, đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Như vậy chức năng của hệ tuần hoàn máu là gì? Đó là vận chuyển các chất. Thì chúng ta học chúng ta cũng biết đúng rồi đúng không? Các chất này thì bao gồm có các chất khí này, như là oxy, CO2 này, các chất dinh dưỡng này, các chất thải từ tế bào này, rồi những cái chất ví dụ như là kháng thể hoặc là ion vân vân, từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng được các hoạt động sống của cơ thể, ví dụ như vận chuyển các chất khí đến tế bào, rồi vận chuyển CO2 đến phổi này, hay là vận chuyển các chất dinh dưỡng đến cho các tế bào này, vận chuyển các chất thải từ các tế bào đến cơ quan bài tiết này, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái nội dung phần 2, đó là các cái dạng hệ tuần hoàn ở động vật. Ở động vật thì ở đây chúng ta thấy là đối với những động vật đa bào mà có cơ thể nhỏ dẹp và những cái động vật đơn bào thì nó chưa có hệ tuần hoàn, mà các cái chất nó sẽ được trao đổi trực tiếp về bề mặt của cơ thể, như là trùng, các loại trùng roi xanh nè, trùng đế dày nè, trùng amip nè, vân vân. Đối với những cái động vật đa bào mà có kích thước cơ thể lớn thì nó sẽ hình thành nên một cái cơ quan chuyên trách, đó chính là một cái hệ để chuyên trách về vận chuyển các cái chất này, đó chính là hệ tuần hoàn. Và đối với hệ tuần hoàn thì nó chia làm hai loại, đó là hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. Nhưng mà hai hệ tuần hoàn này nó khác nhau như thế nào thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ở phần sau. Đối với hệ tuần hoàn kín thì nó được chia làm hai loại, đó là hệ tuần hoàn kép và hệ tuần hoàn đơn. Như vậy hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép thì nó khác nhau như thế nào thì bây giờ chúng ta lần lượt cùng tìm hiểu nha. Đây các em, đây chính là hệ tuần hoàn hở và đây là sơ đồ mô tả hệ tuần hoàn kín. Thì đối với hệ tuần hoàn hở thì chúng ta hay gặp ở các động vật thân mềm như là trai sông, ốc sên, hay là một số động vật thuộc ngành chân khớp, ví dụ như cào cào, châu chấu đó các em. Thì vì sao lại gọi nó là hệ tuần hoàn hở? Vì thực sự nó không có kín này các em, nó có một cái khoảng trống như thế này này. Như vậy khoảng trống này như thế nào? Bây giờ chúng ta nhìn cái đường đi của máu nha. Đầu tiên là máu sẽ xuất phát từ tim và nó sẽ đi theo động mạch, và đương nhiên là máu nó sẽ chạy với cái áp lực là tương đối thấp. Vì sao? Vì nó cái phần đầu ra của máu này nó sẽ vào cái khoang cơ thể. Cái khoang cơ thể đó là gì? Đó là chúng ta thấy là cái khoang cơ thể là ví dụ ở một cái mô nào đó thì một cái mô này nó sẽ được cấu tạo bởi các tế bào. Thì ở đây chúng ta thấy là máu nó sẽ đổ trực tiếp vào cái khoang cơ thể này, có nghĩa là các tế bào này nó sẽ tắm ở trong máu. Như vậy khi nó tắm ở trong máu này thì nó sẽ nhận oxy ở trong máu vào này, nhận các chất dinh dưỡng này. Đồng thời nó sẽ thải ra CO2, thải ra các chất thải. Và các chất thải này sẽ đi vào tĩnh mạch, này di chuyển vào tĩnh mạch và đi về tim. Và chúng ta thấy đây chính là những cái van tĩnh mạch. Và cái van tĩnh mạch này là van một chiều các em, có nghĩa là chỉ cho máu chảy theo chiều này. Còn nếu mà máu chảy ngược lại thì cái van này nó sẽ đóng lại, người ta gọi đây là van tĩnh mạch, van một chiều. Thì các bạn biết vì sao lại gọi là hệ tuần hoàn hở? Vì nó hở ra một đoạn đây nè. Cái mạch động mạch này nó không có được nối lại với tĩnh mạch mà nó hở ra một cái đoạn khoang cơ thể đây. Cho nên người ta gọi đây là hệ tuần hoàn hở. Và chúng ta quan sát bên này cho cô, đây chính là hệ tuần hoàn kín. Thì máu được xuất phát từ tim
và đi theo động động mạch. Sau đó chúng ta thấy là máu sẽ chạy với áp lực cao hoặc là trung bình. Sau đó chúng ta thấy là máu sẽ đi vào các cái mao mao mạch. Các mao mạch này thì đương nhiên cái đường kính của nó thì rất là nhỏ. Và khi mà cái đường kính nó nhỏ thì nó sẽ len lỏi đến từng tế bào. Và khi nó len lỏi đến từng tế bào thì nó sẽ thực hiện quá trình là trao đổi. Thì những cái chất này sẽ, ví dụ như chất sắt thải của tế bào như ure, acid uric, CO2 sẽ được thải vào mao mạch này. Còn những cái chất dinh dưỡng này rồi oxy sẽ được tế bào lấy vào, và nó sẽ đổ từ mao mạch, nó sẽ đổ vào tĩnh mạch, và nó cũng có cái van một chiều này các em, và cuối cùng là đổ về về tim. Như vậy hệ tuần hoàn này chúng ta thấy nó kín luôn đấy, nó chảy từ cái hệ mạch có hệ thống mạch có kích thước lớn là động mạch này, đến cái hệ thống mạch có kích thước nhỏ là mao mạch, và nối về hệ tĩnh mạch có kích thước lớn này, và cuối cùng đổ về tim, cho nên nó là hệ tuần hoàn kín. Thì ở đây cô có làm lại một cái bảng tổng kết để chúng ta dễ hình dung giữa hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. Thì đối với đại diện của hệ tuần hoàn hở là đa số các động vật thân mềm và trong khớp. Còn đồng hệ tuần hoàn kín thì một số thân mềm như là mực ống hoặc là bạch tuộc thì nó có hệ tuần hoàn kín nha em. Rồi các cái ngành dung, đặc biệt là dung đốt, ngành chân đầu, ví dụ như là, và động vật có xương sống nha. Các động vật có xương sống thì chúng ta học rồi đúng không? Về cấu tạo thì đối với hệ tuần hoàn hở thì nó không có mao mạch, còn đối với hệ tuần hoàn kín thì nó có mao mạch. Còn đường đi của máu này chúng ta thấy này, đối với hệ tuần hoàn hở thì bắt đầu từ tim, đi theo động mạch đến khoang cơ thể, đến gì đây? Đến tĩnh mạch và cuối cùng là đổ về tim. Còn đối với hệ tuần hoàn kín thì máu xuất phát từ tim, đi theo động mạch vào mao mạch, trao đổi tế bào, sau đó đổ về tĩnh mạch và cuối cùng là đổ về tim. Về đặc điểm thì đối với hệ tuần hoàn hở này chúng ta thấy này, hệ tuần hoàn hở nó có một cái đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và không, và nó sẽ trộn lẫn với cái dịch mô, cho nên máu sẽ chảy dưới cái áp lực thấp và chậm. Còn đối với hệ tuần hoàn kín thì hệ tuần hoàn kín nó có máu lưu thông một cách liên tục trong mạch kín, và máu chảy dưới áp lực cao, trung bình hoặc là nó chảy rất là nhanh. Thì đó là cái đặc điểm giúp chúng ta phân biệt giữa hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. Như vậy thì cái hệ tuần hoàn kín nó có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn hở? Thì ở đây chúng ta thấy là đối với hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc là trung bình, tốc độ máu chảy rất là nhanh, cho nên máu đi được xa đến các cơ quan một cách nhanh hơn, đáp ứng được cái nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất của cơ thể. Vì sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho những động vật có kích thước nhỏ và ít hoạt động? Thì ở đây chúng ta thấy là hệ tuần hoàn hở thì cái tốc độ máu của nó chậm, khả năng điều hòa phân phối máu đến các cơ quan rất là chậm, cho nên là nó thích hợp với những cái động vật có kích thước nhỏ, thì cái sự vận chuyển máu nó, cái đường đi của máu nó ngắn, rồi nó ít hoạt động, cho nên ít tiêu hao năng lượng, ít cần phải sự cung cấp của hệ tuần hoàn. Tại sao côn trùng có kích thước nhỏ nhưng vẫn hoạt động rất là mạnh, ví dụ như dế mèo hoặc là châu chấu? Thì ở đây chúng ta thấy là đối với những động vật khác, hệ tuần hoàn có hai chức năng, vừa vận chuyển các chất và vừa vận chuyển các chất khí nữa, thực hiện chức năng là trao đổi khí. Nhưng mà đối với côn trùng thì chúng ta thấy nó có cái hệ thống ống khí thực hiện cái quá trình trao đổi khí riêng biệt. Như vậy hệ tuần hoàn chỉ có nhiệm vụ vận chuyển các chất dinh dưỡng và các chất thải, cho nên là ở đây chúng ta thấy là cái nó hoạt động rất là mạnh, mà hệ tuần hoàn của nó vẫn là hệ tuần hoàn hở. Như vậy thì tim có vai trò gì trong hệ tuần hoàn? Thì ở đây chúng ta thấy tim có vai trò giống như một cái máy bơm đẩy, nó sẽ co bóp đẩy máu đi, và khi mà nó co lại thì nó sẽ đẩy máu đi, còn khi mà nó giãn ra các em thì nó sẽ tạo một cái lực để hút máu về, và tim chính là cái động lực chính để đẩy máu tuần hoàn trong mạch một cách liên tục. Như vậy là đối với hệ tuần hoàn kín thì lúc nãy chúng ta nói là có hai cái dạng, đó là hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép. Hệ tuần hoàn đơn thì chúng ta gặp ở cá, còn hệ tuần hoàn kép thì chúng ta gặp ở thú. Thì hệ tuần hoàn đơn là hệ tuần hoàn như thế nào? Hay nói một cách đơn giản nhất, đó là nó gặp ở những cái động vật không có phổi và nó chỉ có một vòng tuần hoàn duy nhất, thì người ta gọi đây là hệ tuần hoàn đơn. Còn hệ tuần hoàn kép là
gặp ở những động vật có phổi và nó có hai vòng tuần hoàn. Chúng ta ở đây một vòng tuần hoàn nhỏ đi và phổi gọi là vòng tuần hoàn phổi, và một vòng tuần hoàn lớn là tuần hoàn khắp cơ thể nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái đường đi của máu trong cái vòng tuần hoàn, trong cái hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép nha. Thì ở đây chúng ta thấy đây chính là hệ tuần hoàn đơn ở cá. Thì đương nhiên tim của cá thì chúng ta có tim của cá này, và tim của cá thì chỉ có hai ngăn, đó là tâm thất và tâm nhĩ. Thì chúng ta biết là tâm thất thì sẽ đẩy máu đi nuôi cơ thể, còn tâm nhĩ thì sẽ thu máu về. Như vậy ở đây khi mà tâm thất co thì nó sẽ đẩy máu, và máu này là chúng ta thấy là máu là giàu CO2, cho nên người ta biểu thị có màu xanh này em, và nghèo oxy. Thì máu này sẽ được mang đến gì, các cái mao mạch ở mang. Mà ở cá thì chúng ta biết là mang chính là cơ quan hô hấp, mà khi hô hấp thì nó sẽ nhận vào khí gì, oxy, và thải ra khí gì, khí CO2, cho nên nó sẽ lấy vào khí oxy, thải ra khí CO2. Mà máu chúng ta biết có huyết không, chứa hồng cầu có huyết sắc tố, khi mà nhận vào oxy thì nó sẽ làm cho máu có màu đỏ tươi này. Và máu có màu đỏ tươi này từ mang sẽ được vận chuyển theo cái động mạch lưng này, chảy dưới cái áp lực là trung bình, và đến các cái mao mạch ở phần các phần của cơ thể để thực hiện quá trình là trao đổi khí và trao đổi chất với các tế bào. Thì ở đây tế bào sẽ nhận vào khí oxy và thải ra khí CO2, cho nên máu lúc này sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm và theo tĩnh mạch đổ về tim. Như vậy đây chúng ta thấy cái đường đi của máu ở trong vòng tuần hoàn đơn. Còn đây là đường đi của máu ở trong vòng tuần hoàn kép. Thì ở đây chúng ta thấy là vòng tuần hoàn kép thì chúng ta thường gặp nhất, rõ ràng nhất là ở chim và ở thú, ở lưỡng cư và bò sát cũng có, nhưng mà lúc này tim của nó chỉ mới có 3 ngăn. Bây giờ chúng ta xét về tim của chim và thú 4 ngăn cho nó rõ ràng này. Thì tim có 4 ngăn là gồm 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Bây giờ chúng ta xét vì sao lại gọi nó là hệ tuần hoàn kép, vì nó có 2 vòng tuần hoàn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ. Thì máu ở vòng tuần hoàn nhỏ thì nó sẽ xuất phát từ, máu đi là đi từ tâm thất, mà đổ về là đổ về tâm nhĩ, chúng ta cứ nhớ vậy cho cô. Mà nửa tâm thất bên phải thì có màu đỏ thẫm, mà nửa tâm thất bên trái thì có màu đỏ tươi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vì sao là như vậy. Máu xuất phát đi là ở đây chúng ta có tâm thất phải này, sẽ theo động mạch phổi đi đến các mao mạch ở phổi. Ở phổi diễn ra quá trình trao đổi khí, lấy vào khí oxy và thải ra khí CO2. Máu chuyển thành máu đỏ tươi theo động mạch phổi, theo tĩnh mạch phổi, và đổ về tâm nhĩ trái. Cho nên máu ở tâm nhĩ trái là máu có màu đỏ tươi. Máu từ tâm nhĩ trái sẽ được bơm xuống tâm thất trái, cho nên tâm thất trái máu cũng có màu đỏ tươi. Máu từ tâm thất trái sẽ theo động mạch chủ, bao gồm động mạch chủ trên là đi lên phần trên cơ thể, và động mạch chủ dưới tách ra là đi xuống các phần dưới của cơ thể, và sẽ đi vào các cái mao mạch. Tại các mao mạch này sẽ diễn ra quá trình trao đổi khí với tế bào. Tế bào sẽ lấy vào khí gì? Khí oxy, các chất dinh dưỡng, thải ra CO2, các chất thải, và máu sẽ chuyển thành máu đỏ thẫm. Sẽ đi theo tĩnh mạch chủ và đổ về tâm nhĩ phải. Máu từ tâm nhĩ phải bơm xuống tâm thất phải, cho nên nửa bên phải là có màu, máu có màu đỏ thẫm, và nửa bên trái là máu có màu đỏ tươi. Như vậy là cô vừa trình bày cho các bạn xong cái đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn và trong hệ tuần hoàn kép. Thì ở đây cô có làm lại một cái bảng để chúng ta có thể so sánh giữa hệ tuần hoàn đơn với hệ tuần hoàn kép này. Về đại diện thì hệ tuần hoàn đơn có đại diện như cá, hệ tuần hoàn kép thì bao gồm các động vật có phổi như lưỡng cư, bò sát, chim, thú. Về cấu tạo của tim thì hệ tuần hoàn đơn là tim có 2 ngăn. Hệ tuần hoàn kép ví dụ như đối lưỡng cư là tim 3 ngăn. Đối với bò sát là tim đã 3 ngăn nhưng mà tâm thất có vách hụt. Và tim của chim và thú là có 4 ngăn. Số vòng tuần hoàn thì hệ tuần hoàn đơn là có 1 vòng tuần hoàn và hệ tuần hoàn kép là có 2 vòng tuần hoàn. Áp lực của máu chảy trong động mạch là đối với hệ tuần hoàn đơn là máu chảy dưới áp lực trung bình. Còn đối với hệ tuần hoàn kép là máu chảy dưới áp lực rất là cao. Như vậy đối với hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép thì cái nào có ưu điểm hơn và vì sao? Thì đây chúng ta thấy là hệ tuần hoàn kép thì nó sẽ chiếm nhiều cái ưu thế hơn so với hệ tuần hoàn đơn. Vì sao? Vì trong động mạch của hệ tuần hoàn kép, máu nó chảy với áp lực rất là cao, máu chảy nhanh, đi xa, tạo cái áp lực thuận lợi cho quá trình trao đổi chất ở các mao mạch. Cho nên cái quá trình trao đổi chất nó diễn ra một cách nhanh và mạnh mẽ hơn. Thì bài học ngày hôm nay ở đây là kết thúc. Các cái câu hỏi phía sau thì cũng tương đối đơn giản, cho nên các bạn về nhà xem lại nha.
Hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo, bài 19 là cũng là tuần hoàn máu nhưng chúng ta đi sâu về cấu tạo hơn. Chúc các em học tốt, hãy nhớ like, share và đăng ký vào kênh của thầy cô nhé.